Bách nghĩ là ngoài việc mà bạn tập trung vào công việc hay là tập trung vào làm một cái gì đó thì bạn còn phải lâu lâu bạn phải để người của bạn nó được nghỉ ngơi, giống như ngày mấy ngày nay đi. Nếu như mà nói mấy ngày nay là Mết có thể stream được hay không á thì Mết nghĩ là stream được. Nhưng mà Mết sẽ như vậy trong cái trạng thái, nếu mà Mết stream liên tục trong cái thời gian qua khoảng chừng một, thì Mết cho là khoảng chừng một tuần đi đúng không? Thì nếu như một tuần vừa rồi mà ngày nào Mết cũng stream hoặc là Mết stream 5-6 ngày á thì Mết sẽ luôn rơi vào cái trạng thái là lờ đờ, người nó không có được minh mẫn á, tay chân nó không có được nhanh nhẹn hay là khỏe khoắn. Đó, cho nên là mấy ngày qua là Mết quyết định là thôi thà bây giờ stream lên thì cũng mệt mệt, xong rồi chơi game thì cũng không có hứng, rồi công việc thì lu bu, rồi mới quyết định là Mết up sẵn luôn. Đó, như Mết up thì mấy ngày qua là Mết dậy rất là sớm nè, sáng sớm nào cũng dậy, sương sương chưa tan đó là tôi dậy rồi, xong 6 giờ sáng chạy đi ăn sáng. Xong rồi cộng thêm mấy ngày hôm nay, hồi xưa thì tôi ăn uống rất là cẩu thả, dù như hồi hồi nửa tháng trước á là trong vòng 5 ngày liền tôi ăn đâu phải 8 hay 10 gói mì gì á, tính cả mì ly mì gói nha. Trong rồi khoảng tuần vừa rồi nè, nó mấy ngày nay là tôi lúc nào hơn ngày nào cũng dậy sớm, xong rồi đi ăn đi uống rất là kỹ, không có ăn tào lao tầm bậy tầm bạ. Ăn là phải ăn ví dụ như là quan tâm tới việc là hôm nay tôi sẽ ăn cái gì để cho sức khỏe của mình nó tốt hơn, không có ăn ba cái đồ nóng. Bản thân Mết là từng ngủ rất là nhiều giờ giấc khác nhau, có những lúc là cố định cái giờ này giờ kia, có những lúc là kiểu như là một tuần ngủ 7 loại giờ khác nhau. Thì từng là chơi tới 7 8 giờ sáng rồi đi ngủ, từng ngủ sớm, từng ngủ lúc 11 12 giờ khuya, nói chung là cái giờ nào cũng từng ngủ rồi. Thì Mết Mết nghĩ á là dân chơi game chúng ta thì ngủ tới trưa khoảng chừng 10 11 giờ là đẹp nhất. Nó là khoảng thời gian thích hợp nhất, tại vì khoảng chừng 4 5 giờ chiều á là khoảng thời gian mà nó bớt nắng nè, xong rồi thời gian đó bạn vẫn còn có thể là nó vẫn còn một chút giờ hành chính ở khoảng đó, khoảng chừng 3 giờ mấy đồ á, thì lúc đó lại là cái lúc mà bạn minh mẫn nhất. Bạn khỏe, năng lượng nhiều, đầu óc nó tỉnh táo, xong làm việc tối đi chơi bao đầm. Lời khuyên hay quá, thì mỗi ông đưa 10 ngàn đây, có bao nhiêu không? Một like bằng 10 ngàn, lẹ lên anh em. Cảm ơn. Mấy bữa nay Mất rèn cái tính tính kiên nhẫn của Mất kinh lắm. Giờ Mất đánh thì Mất không khác gì đường tăng hết trơn á. Giờ mà thằng nào mà bích cái con tôm Ngộ Không ra là Mất nó thiệt, Mất bẻ gần gỗ, bẻ răng chứ. Cái thương hiệu kiềm nghĩa của Việt Nam của chúng ta nên tài trợ cho tôi mới đúng. Tôi vô răng kịch tôi bẻ răng mấy nhóc ác này nè. À đây đây, cái phần này là cái phần bữa giờ mấy ông hóng lắm đúng không? Mấy ông rất là thắc mắc là bây giờ có hụt xe nữa không đúng không? Nè, nè, nói đơn giản thôi. Con xe này mít hộ luôn đó. Tao nói con xe này mà tăng đéo được lát lên tao ăn luôn đó. Việt Nam nói là làm, ok chưa? Nè, lụm nè, chạy nè, xách cái đít lên chạy. Trời ơi, Khánh Hòa không cho anh. Thí dụ bây giờ mà một cái đài nào đó hay là một cái báo nào đó phỏng vấn Mết hỏi là trong suốt khoảng thời gian mà bạn livestream như vậy thì bạn có nhận được sự yêu thương, sự quan tâm từ khán giả của bạn hay không? Là Mết đéo ngần ngại, Mết trả lời là đéo liền. Người ta hỏi chưa xong câu hỏi là tôi trả lời rồi đó. Tại sao? Mấy ông thấy cái tình cảm mà mấy ông dành cho tôi nó đang gọi là quá dối trá không? Đúng không? Tôi nói đúng không? Giờ thử nghĩ coi. Tôi bữa tôi hỏi là anh đi làm chạy Grab cả ngày về mệt, không có một viewer nào mà hỏi mình là anh ơi hôm nay anh chạy Grab có mệt không? Là hỏi đúng cái câu đó à? Trời ơi là trời ơi, sách giáo khoa rồi. Không có được. Người ta phải biết sửa câu hỏi một xíu, người ta kêu ờ anh ơi bữa nay chạy Grab rồi có anh nào rủ anh GBD không? Dù bây giờ mình hỏi khác xíu được không? Bữa nay anh chạy có ai bo cho anh không? Nếu không thì em donate cho anh nhé. Ví dụ vậy đi. Hay là ví dụ mấy ông hỏi tôi là anh ơi anh chạy Grab thì anh có nghĩ làm sao để con Gmail có thể sống được cái pha này hay không? Anh em phải tự suy nghĩ ra cái câu hỏi của mình, đừng đừng có sách giáo khoa như vậy, không được không được. Tình cảm là nó không nên như vậy.
Ừ, cho được cái bài xanh. Đỡ tốn mana quy. Lý sợ xe lát dữ lắm rồi. Ừ, dính được cái bài xanh. Thôi đồng đội bên kia hỗ trợ là gán farm thôi. Gán farm cái pha này thôi. Nè, con Akali nè. Chó Akali nỉ liều. Nè, điên nè. Điên nè. Nè, lát hit nè. Thông thảo 7 nè. Kê chưa? Cái đó là lát hit nha bà con. Mấy ông cho tôi hỏi là Google có nói là làm sao để con kinh nghệ sống cái pha này không? Ở trên mấy cái trang web như Google đồ á, nghe đâu là Google là search là thông tin là đầy đủ lắm á, là không có cái gì mà không có hết trơn á. Nè, rồi Google có thể cho tôi biết là làm sao để con Akali nó sống cái pha này không? Bữa giờ cũng có nghe mấy anh em kêu là có cái trang web tên Google mà lên đó mày tìm gì cũng có hết trơn á. Giờ sao ta? Giờ hôm nay tôi để cái tay trái gì tôi đánh về chứ. Nhiều khi tôi đánh hai tay giờ tôi đánh ghê quá. Không mà mấy bữa nay mấy ông biết tôi làm được gì không? Mấy nay tôi ngồi tôi tập cái sự kiên nhẫn của tôi á. Ghê lắm. Mấy ngày tới là khoảng, tôi nghĩ là chắc khoảng chừng trong tuần này thôi mấy ông sẽ biết là khoảng thời gian qua tôi làm cái gì. Nó tăng cái sự kiên nhẫn của tôi nó kinh khủng lắm. Bây giờ tôi nói mấy ông là nếu mà tính về cái độ kiên nhẫn đó nha, là tôi với Đường Tăng là ngang nhau đó. Sự khác biệt của tôi với Đường Tăng bây giờ là ổng có mấy ông đồ đệ, còn tôi không có thôi. Đại đà mấy ông nhìn nè. Mấy ông nhìn cái map của tôi nhìn cho kỹ thấy chưa? Mấy ông có thấy là tự nhiên dưới có con gồng lửa, ở trên có thêm con gồng lửa thấy chưa? Là mấy ông thấy cái sự khác biệt của trình độ của chúng ta chưa? Ghê chưa? Tao bây giờ thử dụi con mắt nhìn lại thử coi coi có đúng là cái map của tôi là ở trên có con gồng lửa chưa? Tôi nói là ảo trình hết. Nè, tôi biến nó thành khe nước nè. Tôi biến nó thành gồng nè, thấy không? À, tụi này nó muốn quỳ nó lại luôn á trời. Qua Kali đâu ta? Trời ơi, tao canh hết rồi mày ơi. Trời ơi, tôi né kìa. Tôi né khác gì Faker không? Ơ là trời. Tôi coi kìa. Trời ơi là trời. Đưa cái cúp chung kết thế giới đây giùm cái. Đánh cái gì nữa mà đánh. Rồi sao này nó sống. À, thì ra mày chọn cái chết. Quy cái nhà quýnh thường thêm cái. Rồi đó, ừ đi đường đó đi. Ừ. Ừ. Rồi sao sống. Đéo thèm lát luôn. Đéo thèm lát luôn. Thích thì giữ lát đi chết luôn. Bây giờ mết và mấy anh em kênh chat và mấy anh em donate, bây giờ chúng ta chơi một trò chơi đi. Chúng ta chơi một trò chơi là thử thách một buổi livestream mà từ người chat cho tới người donate cho tới streamer không sủi dơ. Ghê chưa? Và thử thách bắt đầu nha. Đó, con xe damage là lỗi tôi. Lỗi tôi, chắc chắn là lỗi tôi. Ôi. Nó theo. Làm gì vậy? Làm gì vậy? 3 2 1 Inti lên. Hãy so sánh sự khác biệt của tôi và cái máy phát điện trong cái pha thi đấu vừa rồi. Đó là đề văn năm nay đó. Ráng học đi anh em. Tôi đánh hay cái máy phát điện luôn mà. Từ cái pha kiệt sức cho tới cái bài vàng, cho tới né chiêu. Chúng ta chơi một trò chơi là thử thách một buổi livestream mà từ người chat cho tới người donate cho tới streamer không sủi dơ. Ủa? Quen miệng. Vậy là sủi dơ đúng không? Ờ lỡ tôi. Ok, 1-0. 0-1 chứ, 0-1. Mết đang bị âm 1 điểm nha.
Vô. Rồi nó gửi tôi solo xong rồi nó chạy không kìa. Coi kìa. Nó gửi tôi solo mà chạy không à. Ủa thì pha đó vẫn là tôi solo nhưng mà cái chịu hồi xưa là kỹ năng của tôi rồi mà anh em nói gì. Ờ anh em ẩu rồi, anh em ẩu rồi, anh em kinh chết cũng mới ẩu rồi. Em cảm ơn cha sứ quản nhiều nha anh. Mà tự nhiên chơi xong cái game này mới nghĩ trong đầu sao Riot ông ra tướng mới nè, ông ra skin mới nè, rồi ông ra chế độ chơi mới nè, mà ông không ra phép hỗ trợ mới ta. Cái đóng phép hỗ trợ này là từ xưa tới giờ rồi đó.